để em quay. À. Đó, ngồi ăn mà mồ hôi nó đổ vậy đó cả nhà. Quay lại rồi làm người model coi. Đến đi ăn về, gấp rút quay về khách sạn lại. 2 giờ mới được vô. 2 giờ mới được vô. Kìa khách sạn bên kia kìa, Tiran kìa. Hotel. Thôi thấy rồi, khỏi khoe. Khi nào cũng xấu trai hết. Ở đây cạnh mommy à. Khỏi. Nó để 101 á. Hey, it feels like 120 degrees. Quá nóng. Mệt không? Không, khỏe lắm. Trời coi chị sao chị trắng bóc vậy ta? Chị mệt quá chứ em, chị phá sao rồi. Đồng hồ nữa đến 2 giờ mới được vô. Đang mát nè. Rủ hỏi có vừa đi bộ về vừa shopping không? Không, đi thẳng về thôi. Hai đứa, mấy đứa đó. Rồi đi thẳng về thôi. Cho nước tiếp. Cái này là chanh dây. Nước chanh dây. Được nước chanh dây. Nó thấy có nước là nó nhào vậy. Mời cái. Đi chụp mommy tầm lâm tốn hình của bố. Một phòng Premier City View và thêm một extra bed và một phòng Deluxe City View ạ. Thì bên còn sắp xếp cho mình hai phòng cạnh nhau luôn. Đúng rồi, mừng quá. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn em. Cái này tầng 5 hả em? Dạ vâng, phòng 5, 11, 5, 13 ạ. 5, 11, 5, 13. Mình cho em xin số điện thoại và ký đây giúp em nhé. 5, 11, 5, 13 là sát nhau luôn hả? Ồ, cảm ơn. Mình đi là connecting đấy. Ồ, connect luôn hả? Ok, mừng quá. Ủa, tên anh phải ký chứ. Ai chuyển được? Giỡn á. Đi hai chỗ luôn hả? Chị không có số điện thoại. Số điện thoại ở bên kia ha. Okay. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn ạ. Phòng mình được rồi ạ. Rồi. Rồi, ok rồi. Cảm ơn. Đi lên con ơi. Uống nước xong đi. Uống nước xong hết đi rồi đi. Máy ở bên hướng nào em ha? Thang máy bên hướng nào vậy? À bên đây ha, ok. Mừng quá có bạn thôi. Lát mình đi bơi. Ở trên tầng 10 á. Dạ, có pool, có stuff. Lát mình về nghỉ ngơi đi rồi mình đi bơi. Nóng quá. Fifth floor. Phòng mình hành lý cũng tới luôn. À đúng rồi, nãy người ta lên. Có mấy số 5. 513 511. Ok, 511. Cảm ơn em. Dạ, thằng này phải. I ask for bấm đấy. Bấm. Nè. Mà 12 á, sáng ăn sáng là lên lầu 12. Ừ. Lầu 10 là gym với lại swimming pool. Số 3, số 1 là có spa. Còn 13 là lên trên đó để nhìn phong cảnh. Ừ. Bên đây nè Hậu ơi. Tự thấy mũi tên bé đó kìa đâu. À đi cái đường này thì nhanh hơn. Nó có vòng vòng á. 11. You home nè, chìa khóa mở đi con. Nãy hồi đi qua bên này mà mẹ nói thì mẹ thấy nó để kìa. Rồi cho đi vô luôn. Cái đó. Wow, phòng của Hậu đẹp quá vậy. Sao phòng của Hậu đẹp quá vậy. Sao phòng của Hậu bự quá vậy.
This is my room. Oh wow. Không có điện hả? Không, bỏ khi vô mẹ ơi. À, bỏ khi vô hậu. Put the key in. Bỏ khi lên cho sáng con cái thằng này. Vô cho người ta đẩy vô kìa, lẹ lên. Trời ơi. Ủa sao nó được phòng đẹp quá bố ơi. Bố ơi. Dạ, chú để đó giùm. Ồ, màu green nè, đẹp quá nè. Cái này con phải mở, đóng cái này lại nha, nếu không nắng lắm á. Đóng cái này lại đi hậu. Nắng. Không, cái nào của con? Của đó, của con đó, còn kia Duyên với An. Phòng nó bự quá bố ơi, mình dành vào phòng này bố ơi. Hả? Con ấy cái cửa sổ xuống đi cho kẻo nó nóng, cái hơi nóng nó dơ. Nó làm dơ giường của hậu ơi, kìa hậu ơi. Hả? Vậy hả? Tủ là... Ok rồi, cảm ơn em ha. Dạ, ok. Có gì ông xã ơi. Nhà mình có hai chìa, mỗi phòng có hai chìa thì mình cứ để một chìa trong phòng này để mình bật điều hòa ở trong hết. Để cứ giữ điều hòa hoài đừng có lấy ra. Chứ mình cứ đi mình cứ lấy hoài thành ra vô phòng khi nào cũng nóng hết trơn. Thì mình cứ cắm đây để một chìa trong phòng và một chìa mình đi ra mình vô mình về lại. Ok. Đây là có cửa. Sao em? Mình đóng cửa ha. À là cho đóng cả hai. Để cho hai phòng này gần là một. À rồi hiểu rồi. Bây giờ gửi cảm ơn ha. Cảm ơn ha. Cảm ơn nhiều. À ở này restroom ở đằng sau. À thì đóng kiểu này cũng lạ ha. Này phòng tắm thôi chứ không có nằm. Nhỏ. Ừ. Kim tây. Cái bên kia có nằm. Ồ vậy. Bên kia này. Có nằm không ta? Để nhớ. Được rồi. Không nữa. Chà. Coi nè, đáng nhẽ mình bên đó kìa. Vô phiền vô. Bị như lộ theo. Cái gì vậy? Hả? Con mẹ. Nô, mẹ nóng lắm đừng. Con mở sweat con này. Ô, no. Nóng quá. Oh, they have a nice room. Yeah, they have the big room. Từ giờ cho đi đừng lấy chìa khóa ra thiệt á, để cho cái phòng nó mát. Trời ơi, có ba đứa ba góc kìa. Rồi đi bơi đây. Ờ, cái hồ bơi. Bên kia hả? Bên kia là phòng bên đây hả? Biết. Ờ, nóng quá hả? Lên đây coi cảnh là được rồi, đâu cần lên tuốt trên đó đâu. Lên trên kia đây coi cảnh nè. Vista rooftop. Đây cũng có cảnh coi rồi đó. Coi chừng á không? À em đâu rồi? Em xuống bơi chưa? Xuống bơi đi. Xuống bơi đi. Hậu xuống bơi đi. Hả? Bơi đây có chút tẻo à.
Đây hồ bơi có một chút rồi. Ủa bố không vô bơi hả? Bố để đây hả? Có người ngồi đây chưa? Ok. Ok, anh ngồi đó đi, em coi quay cảnh rồi em đi lên. Wow, look at that. Nhà kìa, oh my god, nhà sát nhau building. Kiếm hồn kiếm bự hơn trên. Ừ đúng rồi, hồ Hoàn Kiếm á. Yeah, đúng rồi. Mình ở gần hồ Hoàn Kiếm đúng rồi. I forgot about that. Ồ, đúng rồi, có cái hồ kia, nó là ngay giữa kìa, trung tâm kìa. Thì tự cái này cái chỗ phố cổ mà. Ok, I'll go down, ok? Bye. Mát không? Ăn đâu mất rồi? Hay hậu cái hồ bơi chút xíu à, ở ngoài kia hồ bơi bự không được bơi. Ok bye bye. Cái phần của xương trời ơi, đưa đây lẹ lên. Hồ chụp tẹo. Muốn ở đây luôn hả? Không đi về xuống hả? Quay. Hả? Trời ơi đi lên đi trời ở đây xuống hoài đi. Hả? Xong xuống đi để người ta chờ hoài biết giờ mấy giờ chưa? Why you wait for me up here? Oh my god. Giờ này mấy giờ không lo ăn uống gì. I put it back in basket. I put it in the basket. Đau. Cả nhà coi nè, ở ngoài Hà Nội. Đó. Ở ngoài Hà Nội mà ban đêm 8 giờ tối nè cả nhà thấy không? 7 8 giờ tối mà 93 độ thì ban ngày nó nóng đến cỡ nào. Nóng kinh khủng luôn, nóng ban đêm mà như vậy nè. Cứ hừng hực, nóng cháy da, cháy thịt. Ban đêm mà như đây, giống như thí dụ ở sa mạc á. Ở sa mạc ở Nevada, ở Las Vegas á. Bữa sáng nóng, nhưng mà ban đêm nó cũng xuống độ, nó xuống lạnh. Nó mát bớt. Còn đằng này á hả, ban ngày nóng, bữa tối cũng nóng luôn. 8 giờ tối, 7 giờ mấy tối, 8 giờ mà còn 90 mấy độ thấy kinh khủng không cả nhà. Bởi tụi nhỏ cũng tội nghiệp lắm, về nó nóng quá, vừa ăn vừa chảy mồ hôi thấy tội luôn á. Bức rất khó chịu lắm. Mấy người đó nói chứ quen mà công nhận mấy người ở đây quen cái thiệt hay thiệt luôn á. Nhưng mà cái nhìn cái độ đi, cả nhà nhìn cái độ đi, 93 độ chứ phải chuyện giỡn đâu. Mà hồi trưa hả đi ăn bún chả Hà Nội á, trời ơi nó mồ hôi mồ kê nhễ nhãi, cứ ăn tạm rồi đi bộ mà đi bộ giữa đường á mà che dù rồi ha, mà nó hắt cái người nó nóng lên, mà cái phone của mình cầm á là nó nóng hừng hực luôn á, cho nên là kinh lắm. Mà 93 ở ngoài Hà Nội, 93 độ thấy kinh khủng không cả nhà. Trời ơi, feel like 116 độ, đúng thiệt luôn đó cả nhà.
nóng kinh khủng, nóng đến kinh luôn á. Bởi tội nghiệp mấy đứa, nhỏ hả, nó chịu không nổi, nó cứ nhăn nhó. Mình cũng phải thông cảm cho nó. Ngồi ăn mà mồ hôi nó nhiễu nhễ nhỏi á. Tự vì ở đây người ta bật nhà quạt không à. Quạt mà nhiều khi quạt không tới mình nữa chứ. Giờ đi ra ăn tối nè. Tối vậy rồi, chờ để cho nó nguội bớt mà có thấy nó nguội bớt đâu. Nó nóng quá trời nóng. Giờ lát ai ra ăn cái gì nè, để giờ coi đã nè. Trời ơi, giờ đi xuống, giờ đi xuống đi ăn cả nhà ơi. Là chờ hoài mà thấy thấy nó không xuống độ, cho nên thôi đi ăn luôn cho rồi đi cả nhà. Giờ chờ hoài không thấy xuống độ, thôi đi ăn luôn cả nhà ơi. Chứ giờ không biết đợi đến chừng nào nữa. Gần 8 giờ tối rồi cả nhà. Nhìn cái gì? Ơi, giờ quyết định đi mua bánh mì với ăn cho rồi đi. Chứ giờ tối rồi, mua gì giờ? Đi mua gì giờ? Mua bánh mì ăn cho rồi luôn đi chứ. Hai cái mặt móc này đi mua đồ ăn. Bố về đêm. Giờ đi ra đi ăn. Ủa rồi cái nhà hàng này đi lên bằng cái gì hả? Cái nhà hàng này đi lên bằng cái gì? Đi về đêm. Phố cổ về đêm. Kêu tụi nó đi ra đi bộ chơi cho vui bố. Em kêu đi. Để em hỏi nó coi. Để em chụp cái tấm hình. Trong đây không có máy lạnh gì hết, là nóng thế. Is it the lobby? Yes. Đi. Bố, đi. Em dụ được nó rồi bố ơi. đi con ơi. À, đông quá trời vui không? Đi con. Đi vô. Sát vô. Bánh mì nè, nó muốn ăn bánh mì nè. Ăn bánh mì loại gì? Ăn bánh mì, ăn phở. Hay là vô đó ăn hủ tiếu. trái cây nè, mãng cầu. Dạ. Bên A 9. Bán sao vậy chú? Lấy là 9 này hôm nay. 9? 9 á, 40. 40 ngàn một ký á hả? Lấy 1 ký nha. Không. Anh cho 40 ngàn mà mua 1 ký ba mãng cầu. Ký được mấy trái mà. Cái này là mận ở trên kia xuống rồi chú. Nó ngọt không chú? Ngọt hả? Mấy 1 ký hay 2 ký? Dạ 1 ký. Ăn đâu hết đâu chứ. Dạ. Nó có nứt không chú, nó có hư không? Không, ra được 3-9 cây. Tự thấy nứt kìa, con sợ không. Có con gì á. Không. Cho con coi, con coi được không? Nó công nó có con gì con về con. Con gì, bữa luôn. Dạ. Con gì được. Nè, con lấy cái này đi. 1 ký thoải mái vậy. Dạ. Lấy thêm không? Con lấy con lựa nha. Đâu lại thêm mấy chai nhé. Đây chú bỏ cái này. Hai chai này là mấy giờ chứ? Dạ cái này là con lựa hai cái này. Đâu rồi hai trái con lựa đâu rồi? Đấy hai trái. Để con ăn thử. Con muối em. À, cái này chua hả chú? Dạ, không, ở trong mới hay chấm muối thì hỏi. À thôi khỏi đi. Dạ khỏi đi. Dạ con cảm ơn nha. Một ăn kèm dâm bông. Vậy hai bít tết. Nhà mình uống thêm nước gì không? Có, okay. Có nước gì? Sữa đậu nành. An nó uống trà đào. An uống gì? À thì đó. Ok. Con. Nước chanh tươi. Nước chanh đá hả? Đá chanh đó hả?
Đồ cái này chắc của hậu á. Trời ơi sao dầu quá vậy? Dầu quá. Thôi em nói nó à. Dầm rồi. Ai nói rồi mới cho ngon, chiên nhiều dầu lắm. Hồi nãy em order trà đào đúng không? Cái này là nước quất mà, có phải trà đào? Dạ. À trà đào hả? Ok. Ừ mà nó cứ bị Hà Nội lạnh. Cứ lạnh đỡ. Em gọi gì? Chưa gọi. No. Bốn. Nó tưởng đâu bố gọi giống nó. No, I changed it. I changed it. Mom wanted me to have a beer. I changed it. Good không? Đây, hôm nay mình ăn bánh mì. Rồi nhìn cái ổ bánh mì Việt Nam hấp dẫn quá. Cái pate đâu có đâu pate đâu có đậu phộng phải không em? Ok rồi cảm ơn. Từ ở trong kia là pate có làm có đậu phộng. Ngồi ngay phố ăn luôn. Ngay nhà ta. Nãy bố có ra đến kia chưa? Bố đi đầu kia. Nãy em ra đến kia rồi. Rộng vui lắm. Nè bố quay qua đây coi. Để em quay. Đó ngồi ăn mà mồ hôi nó đổ vậy đó cả nhà. Quay lại coi làm người mô đồ coi. Nhìn bố hoài vậy. Anh kêu mẹ ra đây chơi vui á. Hả? Hả? An, kêu bà nội ra đây chơi vui á. Em ơi của em nè. Wow, thơm quá à. Không có giữ được. Hả? À. Wow, thơm quá em ơi. Em để bên mình dám ăn đi. Rồi chờ có chụp cái. Trời ơi, coi kìa. Ờ, dễ được không? Cái này của em với anh với hậu nè. Cái nào là cái nào vậy em? Cái này là bò. Cái này là phô mai bột khoai. Cái này là ăn kèm. Vậy là cái này của hậu. Cái này của bố, này của em. Ok. Chào bây giờ bố chụp. Ok. Có gì tà nữa đâu. Đó, còn cái gì? Trứng. Có hộp ăn gì? Bụi viên của anh nhỉ? Thiêu có trăng. Viên có nào có gì? Wow. Viên không được đụng. À, con bò cười. Hậu để không? Để mẹ chụp đó mà. Nó giận. Nó nói đến phim mẹ nữa. Ăn đi con, mẹ chụp thôi. Hai đứa là hai ổ tiền của con đó. À, mỗi đứa một ổ bánh mì đó. Tèo vô để nóng để ngồi bên cạnh bói. Bia ngon không? Bon appetit. Đây ăn đi. Muốn đĩa con. Ờ đây rồi con. Bữa tối mát nè. Bố ăn đi bố ơi. Nè. Này của em. Ờ ăn đi con. Thoải mái đi con. Mời cả nhà ăn nhé. Đây ở bánh mì. Ồ của em nhiều thứ ư. Đâu mẹ coi coi. Đâu quay qua đây coi hậu. À mẹ nghĩ chắc của hậu giống mẹ nhưng mà của hậu có bơ có khoai thôi. Cầm rồi nghiệp đi ăn. Cỡ mặt bố đen thù lùi bởi em nói bố bận mà đội nón đi để cái mặt đen ghê quá rồi. Okay, it's not, nhìn anh thấy ghê quá còn hơn già già nữa. Ngon không? Hai cái lô bùi đít đào. Ông đi thôi mà ông cũng đủ. À,
Đây, Cường ngồi ăn ổ bánh mì thôi mà coi cái tay ra mồ hôi vậy đó. Bố hen, bố hen. Bố hen, bố hen. Ai ơi, trời. Mặt luôn. Ăn xong tuổi chứ. Ôi giời. Ôi giời. Ngọt phải không? Mận ở trên của miền Bắc là rất ngon, nổi tiếng mà. Nó không chua rồi. Nó có cái vỏ khi nào nó cũng dốt dốt rồi. Con này cái gì ngoan đó. Anh em nó đoán mày. Nó muốn người ta đút nó thôi, nó giống bố á. Ăn mận mà cũng coi nè. Cái khí hậu nó nóng á. Tại nghe bố, kim cương mặt kim cương không à. Mặt đầy kim cương. Ban đêm rồi đó, phải 90 độ thì là. Rồi, nói đi. Ăn đi, ăn đi. Fresh in Vietnam. Nhã hộp. Lot of seed, but good. Lot of seed, but good. Trái này ngọt hơn trái nãy không? Go well with beer Hanoi. Go well with beer Hanoi, yeah right. And a sweat. And a sweat, I think you taste the fruit better because you have the salt sweat. No salt needed. Muối nó ra mặn rồi, mồ hôi ra muối mặn rồi cho nên không cần. Em. Em ăn hết chưa? Bố về hết rồi. Hello. Rồi đưa viên cắn nha. Ăn thấy ngọt không? Viên cắn đi con. Trời ơi mày cầm đi viên, mày thấy ghê quá viên. Mày lười giường cái, cầm đi. Không cắn nào. Hả? Măng cục bao nhiêu 1 ký rồi? Măng cục bao nhiêu 1 ký cơ? Măng cụt á? Dạ. 1 ký nhiêu cơ? Bán bao nhiêu? Hả? Không biết, chưa nói. Măng cục nhiêu 1 ký cơ? 70. Nó ngọt không cơ? Ngon luôn, măng cục thì chẳng ngon nữa. Măng cục á hả? Ở đây á hả cơ? Đâu? 70. Thôi thì mua ăn thử đi. Còn ổi thì sao cô? Ủa vậy? Sao cô? 50 ngàn. Măng 70, 50 ngon luôn. Đấy à? À lấy đi. Được hai cho bố, ngọt tay. Mà cái hai cái, đừng lấy nhiều quá, chung quá, ham rồi, xui rồi coi. Có tờ muối không cô? Cô cho con xin muối. 50, 70, 2. Em nhìn gì vậy? Trời ơi. Bố, nó đừng có nhả hột kìa bố. À, dạ, cảm ơn. Dạ. 308 chứ, tự đưa 500 mà đúng không? Tự này đến 120 lượng đưa lại 308 thôi. Đưa 408 là lỗ à. Đi buôn lỗ ký chuyến này á. Đi dạo một vòng đi lên chứ nóng quá à. Coi, đây nè, cô nhìn nè, nhìn chồng con nè, cô nhìn kìa. Hôm nay ôi quá rồi cô. Ừ, cảm ơn cô. Nhưng mà giờ là mát hơn bữa sáng rồi, trưa mình tới á, nắng nóng quá trời nóng, nóng bức luôn. Nhưng em nói anh rồi, ngày mai là phải đeo cái nón vô đi, đội cái nón đi. Lấy ra cho đi rồi, có cái mặt đen thù lùi à. Trời ơi, coi nó ăn kiểu như vậy nè bố. Trời, nó ăn kiểu gì á? Để nó khỏi coi nhã hột á, bố coi nó à. Cái mặt nó là cái mặt, à? Mặt chắc. Làm ăn hết ăn được rồi. Ngày mai cho ăn trái, không cho ăn nhiều đó 350 ngàn. Wow, có cầm sóc sóc lên không? Vậy gì? Thôi mình đi. Đi một vòng. Coi dừng té nha, cái phone đâu? Bố. Ừ. Em ơi, chị gửi. Cảm ơn nha. Rồi đi.
đi con. Có đi ra ngoài kia không? Đi ra coi coi nè, coi đi, đi. Xe. Đót thịt nướng. Có bộ bà kìa, có kem kìa, ăn không kìa? Có kem có. Ô, xin lỗi. Cua chả. Có bộ không? Có bộ bà nào? Có bộ bà nào? Thế nào? 30.000 ly. Vô mua 3 ly đi. Ừ, mua ít thôi, đừng mua bộ nhiều. Bà. Mua 2 ly thôi. 3 ly rồi. Đi vô uống, mua cái loại gì, mua ba ly ba đứa đâu uống đi. Kẽ thôi, không uống chung đâu. Kẽ hả? Kẽ. Ăn miếng mì của mẹ đây, bố no. Ăn kem hay chứ không uống bộ bà hả? Anh em được không? Muốn vui vui. Đi vô 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 đó xếp hàng đi, kẻo người ta đây. Vanilla, vanilla. Vô xếp hàng đi, kẻo người ta đứng hả? Vô đứng. Vô nước rớt đầu kìa. Xanh nhài mãng cầu, uống mãng cầu cho mẹ là mãng cầu đi. Bên đây nó có mấy cái mùi nè con, cái flavor. Cái này, cái tiệm này là Toko Toko. Xếp hàng nhà thòn rồi nè. Cua chả. Ê, ăn kem, nó đi ăn kem. Trời ơi. Rồi trời ơi, ly bự quá à. Đi, đi con. Rồi cho đi ra nha. Cho ra, xin ra. Nè anh, đứa đứng giữa đường vậy. Nè, đó, nè, của đứa nào lấy đi. Không biết rồi. Vô hỏi tao biết mà. Hình như cái này của Hậu á. Coi có chữ á Hậu. Thì cầm ra. Cầm cái này trước nè Hậu. Coi chừng rồi anh. Đi đi lẹ lên ăn. Mình qua Hồ Hoàng Kiếm đi vô ăn. Vô vô ăn. Quá kìa. I think better. We talk right here. Giờ thấy người ta đi qua mình đi theo nè, lẹ lên. No, em có phải đi từ đâu mấy đâu. Ờ vậy hả? Cái bầu mẹ đừng lông trong mưa chứ. Đi. Đi 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 lẹ lên con. À tự cái đi đi đi. Cái này là Hồ Hoàng Kiếm. Em giờ nó sớm nó cũng làm được. Tôi đếm nó, bye bye.